test chuẩn bị lên hàng cho anh em nhá. Anh em chờ một xíu, 20 phút nữa test khóa sở bật cây cho anh em luôn. Ok rồi. Rồi anh em đã ủng hộ thì Tuấn nguyên bộ cục khóa 2 ống 3B, bây giờ gửi nhá. Test khóa. Chỉ lộ màu xanh. Rồi, FOB là chế độ màu đỏ. Chúng ta tiến hành đi mở khóa. Rồi, ok. Rồi, tiếp tục tắt FOB này về chế độ màu đỏ. Chúng ta tiến hành thử FOB này qua chế độ màu xanh. Và chúng ta tiến hành bật khóa. Ok. Anh em nào cần việc khóa sờ mất cây, inbox cho mình nha. Tiếp tục xếp hàng cho anh em đây. Rồi nguyên bộ dây điện nữa. Về nhà anh em làm cái mô hình giống mình. Thì lỡ may khách hàng nào mang một chiếc xe vào, lỡ may tìm xe như thế này được. Nhưng núm khóa không thể nào khởi động được. Anh em đo dây đều thông thủy nhưng núm khóa không mở được, thì anh em chỉ cần lấy SCU của khách hàng lắp vào trên cái mô hình này. Nếu đồng thời mà cái núm khóa trên mô hình mình sai được như thế này thì kết luận núm khóa trên xe khách hàng đang có vấn đề. Còn nếu mình gắn SCU của khách hàng vào, ổ khóa của mình không sai được, thì anh em nên kiểm tra SCU. Rất đơn giản. Thứ nhất, anh em mua bộ này về để có công việc mình thử. Thứ hai, khách hàng có nhu cầu mình bán luôn, lần sau mình mua bộ khác. Và khoảng 6 giờ chiều, 6 giờ 30 phút tối nay là 18 giờ 30, Tuấn sẽ chia sẻ livestream anh em cách giả lập cảm biến góc nghiêng của Exide bằng bộ giả lập. Rất đơn giản thế này cho anh em mình nha. Bây giờ tiến hành đi ship code. Còn đợt sau anh em nào tham gia khóa học trực tiếp hay online hay là gì thì mình xin phép được tặng cho anh em vài cục mô bên sườn này. Đó là lòng thành tặng anh em làm kỷ niệm. Về nhà thứ nhất, vấn đề xe bị hụt ga thì tối nay Tuấn sẽ live stream cho mọi người biết luôn. Hụt ga nếu đọc thông số chuẩn đoán ok, xe vẫn còn hụt ga thì có bao nhiêu nguyên nhân xảy ra trên một xe FI, thì chút xíu nữa mình sẽ chia sẻ luôn cho anh em nha. Ok, xin chào mọi người. Giờ đi ship hàng. Rất nhiều. Có thể rất bận từ trưa giờ nên không thể nào livestream được. Giờ này mới làm xong. Bên biểu cục kia khoảng 6 giờ 10 thiếu 15 là người ta đưa hàng đi. Thì bây giờ mình đang chuẩn bị di chuyển qua biểu cục. Rồi, anh em sẽ nhận đồ 2 đến 3 ngày nữa nhá. Còn nhiều anh em nào mình ship cóp mà thiếu những con điện trở thì các bạn thông cảm cho mình. Bởi vì Tuấn không tiếc, bởi vì nhiều lúc bỏ lộn cái toa của anh em toa khác. Có thể nó hơi bị nhiều. Có một ngày có 7-8 đơn hàng như thế này. Có một mình đôi khi vừa làm vừa ship. Rất mong anh em thông cảm cho mình. Chứ không phải Tuấn tiếc gì những con điện trở. Bởi vì giá trị những con điện trở rất rẻ. Không phải là không gửi cho anh em mà nó lộn nhá. Mô bên sườn cao áp thế này mình còn tặng anh em được, huống chi là con điện trở. Thế thôi. Anh em nào có nhu cầu về mấy con điện trở thì anh em ra tiệm điện tử mua. Mình sẽ đọc thông số những con điện trở để anh em mua về nhà giả lập tất cả những con xe nếu bị báo nháy hay báo lỗi. Để mình làm tạm thời giả lập để cho hết cái lỗi trên đèn đi. Và đồng thời cho khách đi đỡ và mình đặt hàng về. Và gọi khách hàng tới mình thay thế sau. Thì đêm hôm bữa mình có bằng bộ khóa này K29 để anh em đã chốt thì mình để dành, mình gỡ bài luôn và để dành cho anh em. Có mình sẽ like cho anh em rất rẻ. Mình sẽ phép được đóng hàng. Anh em cùng coi nha. Ok, rất nhiều. Thế thôi. Hai bộ, một bộ của hai nút nhấn, một bộ ba nút nhấn là chúng ta có thể thử thoải mái. Còn cách kiểm tra dây điện
trên xe thì nó rất là giản đơn và đơn giản nhé mọi người. Lập trong con kia biết bấm điện thoại thôi, lâu quá lắm cũng phải quá lâu. Đây nha, chào mọi người, ship. Vẫn ok cho anh em luôn. Cái mình khóa này đi được bảo đảm an toàn. Chip cop cho anh em về nhà lấy cái đồ anh em thử.
ghê, một toa nhá. Em hôm xưa thì Tuấn được test rất kỹ rồi, bấm bằng keo ở đây này. Cần inbox nha. Ok. Chào cả nhà. Tôi sẽ gửi hàng cho tất cả anh em. Rồi anh em nào không hàn được led thì Tuấn làm led nha mọi người. Led tặng cho anh em hai cục mua bê sườn cao áp nha. Rồi chào chú, tặng chú hai cục mua bê sườn cao áp nha, về nhà có biệt thự. Đây là cái quà thôi để tặng anh em thôi. Bộ côn anh em nào cần côn chống dung dịch inbox luôn nha, ship côn luôn, một bộ ship. Làm gì đâu em. Đó. Kiểm tra cò chỗ cò. Việc của anh cố ơi.
tra cho cái đầu em coi nó mặn không. Rồi, xin chào mọi người nha, xin chào anh em, chút xíu thì Tuấn sẽ quay lại.